Rồi em chào mấy anh chị nha. Hôm nay em làm clip báo giá mấy cái chậu mini này cho anh chị nha. Chậu này là chậu mini, chậu khuôn này là khuôn nhựa ABS luôn nha. Đó, nó có lồng trong luôn nha, lồng trong nó cục nè, đó. Mình đổ vô đây nè. Chậu nó như này, chậu này nhỏ nhất nè, mình đổ vô đây nè. Sau mốt mình lấy mình úp ngược á, úp ngược ra mình gõ ra, hoặc là mình bỏ vô nước á, mình bỏ vô nước mình lấy cái cạnh cho nước nó tràn vô đây là nó trào lên. Đó. Ba cái. Nó có ba kích thước, nó có bốn kích thước nhưng hiện tại nó có ba, đây là cái chậu em đổ ra nè, cái chậu lớn nhất của nó nè. Đó. Để trồng sen đá xương rồng nè, này là dành cho mấy chị nè, mấy chị phụ nữ nè ở nhà thích trồng mấy cây nhỏ nhỏ sen đá xương rồng gì á thì mình tự mua về đổ luôn. Này đổ đơn giản lắm, cái này lấy xi măng trộn với một xi măng hai cát cái mình đổ với ụt vô thôi, rồi mình để 2-3 ngày cho nó khô rồi mình bỏ vô cái xô nước á mình lấy ra thôi, cái này dễ lắm. Thì đây là khuôn nhựa ABS nha, thì cái lớn nhất của nó là đây, em có ghi kích thước hết nè đó, cái độ rộng của cái đáy á, là độ độ rộng á, độ rộng cái đáy là ở dưới này nè. Đó, cái chậu lớn nhất là 15 nè, chiều cao của nó là 8 cm. Cái miệng của nó đó, cái đường kính miệng của nó là 10 cm. Còn cái bên này á, cái bên này là cái độ rộng đáy là 12, cao 6, độ rộng miệng là 7,5 cm. Còn cái nhỏ nhất á là độ rộng đáy là 9, cao 6 cm, cái miệng chỉ có 5 cm thôi. Cái này trồng hay mấy anh chị hay trồng sen đá nè. Cái chậu này hình dáng kim cương. Đưa tay giùm kìa. Hình dáng kim cương. Đó. Dễ làm lắm, này mình làm chơi ở nhà đơn giản lắm, hình kim cương. Đó, nó cũng dày lắm, cũng nặng ha. Cái này cũng nặng mấy lạng ha. Hơn ký. Gì hơn ký bố kìa. Đâu lấy cân cân được. Cũng nặng lắm anh chị, nhưng cũng dày lắm. Thì em báo giá khuôn này luôn cho mấy anh chị ha. Em bán cái này nó cũng nhỏ xíu à. Cái này nhỏ xíu à thì em bán lần 3 khuôn luôn cho mấy anh chị giờ xài đủ kích thước luôn, 3 khuôn luôn. Combo 3 khuôn, bán combo mấy anh chị, combo 3 khuôn này là 250.000 bao ship. Bao ship toàn quốc các anh chị nhận hàng thanh toán nha. Đó. Combo 3 khuôn chậu hình kim cương. Mấy anh chị cứ kêu là chậu hình hình kim cương đi, chậu mini hình kim cương. Combo 3 khuôn luôn. Mấy anh chị mua lúc là 3 khuôn luôn á, là 250.000 bao ship tặng một. Ok mấy anh chị ha. Thì anh chị nào mua vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình cho em. Bán một lần 3 khuôn luôn nha mấy anh chị. Mua là 250.000 bao ship là được 3 khuôn luôn. Về mình tự đổ thôi. Đó cũng đơn giản thôi, cứ chọn một xi hai cát mình đổ thôi. Rồi khuôn này là khuôn kim cương nha mấy anh chị, khuôn nhựa ABS có lòng trong hết á, cũng dễ lấy lắm. 250.000 bao ship toàn quốc, nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán nha mấy anh chị. Rồi ok, em cảm ơn mọi người nha.